nhiều các bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn rất nhiều. Em là chủ đoàn, cũng là chủ đoàn này. Anh cho em nói một tí. Dạ rồi. Thì thật sự nãy giờ bà con ở đây đợi anh gần 2 tiếng đồng hồ. Dạ, vì biết. Không, em nói xin nghe. Thật sự với anh một điều rằng là từ nãy giờ khi em làm đoàn ở đây, em xác định là uy tín. Và thứ hai nữa là em muốn được lòng bà con. Em không nói về vì doanh thu. Từ nãy giờ em không lấy 1.000 nào của bà con. Anh hỏi hết đây luôn. Không phải nói ra ở đây để yêu cầu anh cái gì, nhưng em chỉ muốn cho bà con biết về uy tín của em. Và em chỉ nói là thôi, anh hát một bài đủ rồi. Và thật sự với anh một điều như vậy nè, em hình như không có duyên với anh. Em kêu anh vài lần mà được anh hát một lần ở dưới Như Ý của em lên đây anh hát, thì hai lần trời mưa. Nhưng khi không hát, em vẫn trả tiền xe cho anh. Em gửi anh Trí Hải tiền xe cho anh. Và ngày hôm nay, nãy giờ bà con có bác ở đây đợi anh trên cả ngàn người, nhưng người ta đã bỏ về hết rồi. Thì anh thấy cái sự yêu mến của người ta đối với anh thì anh nên mừng. Nhưng thật sự đối với anh sống không có tâm. Đối với một ca sĩ như anh, tôi nói anh sống không có tâm. Vì trước tiên tôi nói điều này, tôi đã nói với khán giả ở đây, tôi đợi anh lên, tôi dám nói, tôi dám làm, anh không có tâm. Nếu như ca sĩ nào như anh nên lột áo ca sĩ ra, không bao giờ sống có tâm. Tôi hứa đoạn video clip ngày mai có mặt trên báo. Dạ, em xin lỗi. Dạ, em đã xin lỗi hết lòng rồi. Dạ. Dạ, dạ được rồi. Dạ. Chưa bao giờ một người ca sĩ nào sống mà như anh nên lột cái bản mặt ca sĩ ra đi anh à. Dạ, em... Anh biết nãy giờ khán giả của tôi đợi anh bao lâu chưa? Dạ, hả? Vì chỉ biết nói là bây giờ là có lỗi. Tôi nói cho anh biết. Dạ. Tôi nói cho anh biết. Dạ, vì chấp nhận. Tôi ức nãy giờ. Tôi ức nãy giờ, tôi rất ức chế. Dạ, rồi vì cũng... Tôi nói thật với anh nè. Tôi hứa với anh. Và anh hãy tìm hiểu về tôi. Anh sẽ hiểu về tôi. Và tôi gốc gác như thế nào, tôi sẽ cho anh biết trên báo chí. Thật sự, tất cả khán giả nãy giờ đợi anh, mà tôi phải năn nỉ khán giả ngồi đợi vì anh, cho anh biết, anh sống không có tâm đâu luôn chí vị. Ca sĩ dơ giấy. Dạ rồi, em xin lỗi, em chấp nhận cái lời này. Trời, em chỉ mong là trời cao hiểu cho em đêm nay. Không có trời cao, anh nhận show của tôi, anh hứa với tôi 10 giờ. Anh dám nhận show ở Tiền Giang. Các xe của anh tôi nói thẳng luôn, chỉ có 3 triệu nhưng tôi không sống dơ. Tôi trả anh nửa các xe đó, tôi đưa anh 2 triệu anh đi vậy. Tôi không cần. Và từ đây về sau tôi sẽ nói cho tất cả các đoàn hội chợ người ta biết vậy. Nếu như anh người uy tín, anh không bao giờ anh nhận cái show từ Tiền Giang anh chạy lên đây. Tôi nói cho anh biết như vậy đó. Tôi sống rất tâm. Tôi nuôi cả 100 đứa nhân viên. Đó. Đối với một người ca sĩ như anh, đủ bản mặt, đủ bản lĩnh, anh sống không bao giờ có tâm đau lưu chí vị. Anh nên dẹp cái chức ca sĩ của anh đi. Tôi nói thật đó. Môn Phật, tôi là người làm phước rất nhiều. Như ngày hôm nay tôi rất tức xúc từ nãy giờ tôi đợi anh lên đây, chỉ vì tôi muốn cho bà con biết, thấy và lột bản mặt thật sự của anh. Anh sống có tâm. Anh đi đâu trời Phật cũng thương anh đó. Anh sống không có tâm, không ai thương anh đâu. Dạ, dạ, chỉ một lần nữa xin khỏi xin lỗi. Khỏi xin lỗi, ở đây bà con người ta đã biết.